Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tòa linh phong nào đó của Sâm La Vân Đàn. Đây chính là Sâm La Đàn. Kẻ đến là ai, báo danh đi. Đánh hắn. Hư không địa Dương Khai đến bái sơn. Ta chính là Uất Trì, thành châu của đàn chủ Sâm La Đàn. Không biết Dương Tông Chủ giá lầm, không đón tiếp từ xa, xin đừng trách tội. Lăng Xuân Thu của Sâm La Đàn các người phái đệ tử tham dự, Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa ta. Hôm nay ta đến, chính là để đòi lại công đạo cho hư không địa ta. Dương Tông Chủ, việc này bởi vì Lăng Xuân Thu trưởng lão một mình độc đoán, đệ tử Sâm La Đàn của chúng ta thật sự vô tội. Mong Dương Tông Chủ cho chúng ta một con đường sống. Lăng Xuân Thu hôm nay, đó là mang danh hiệu Sâm La Đàn đến. Các ngươi đúng là lại có mặt mũi mà nói hai từ vô tội hay sao? Tên Lăng Xuân Thu khốn nạn này, tự mình gây chuyện còn lấy danh hiệu của Tổng Đà đi khắp lời. Chết không đáng tiếc. Dương Tông Chủ nếu là chấp ý không chịu bỏ qua, vậy Sâm La Đàn của ta cũng chỉ có thể đắc tội mà thôi. Ngươi nên hiểu rõ, dựa vào Sâm La Đàn của các người, không làm gì được bản tọa đâu. Ta thân là đàn chủ của Sâm La Đàn, không cách nào chấn hưng tông môn là thất chức rồi, không thể nào để cơ nghiệp cả vạn năm của tổ tông bị hủy được. Lăng Xuân Thu phạm lỗi lớn, Dương Tông Chủ đến gây khó dễ, chúng ta không còn gì để nói. Nhưng mà Sâm La Đàn đệ tử của ta cũng không phải là loại tham sống sợ chết. Hôm nay sẽ cùng Sâm La Đàn đồng sinh cộng tử. Thề cùng đồng sinh cộng tử với Sâm La Đàn. Đây chính là lộ trình truyền thừa tích lũy của tông môn cả vạn năm. Mặc dù biết rõ trận này thập tử vô sinh, cũng vẫn nghĩa bất dung từ. Chỉ là Sâm La Đàn là bắt buộc phải hủy. Việc liên quan đến tâm ma đại thệ của bà chủ, không thể nào để lưu lại một chút dư địa nào khác. Chư vị đắc tội rồi. Chậm đã, lão hủ có lời muốn nói với tiểu hữu, mong tiểu hữu vào trong nói chuyện riêng. Là lão tổ xuất quan rồi. Ta đi xem thử, các ngươi đã ở nơi này đừng manh động. Những người này là hy vọng lão tổ của hắn nhép lui Dương Khai, thật đúng là ngây thơ. Một giờ sau, lão tổ người bị thương rồi. Để những người bên dưới dọn dẹp đồ, trong vòng nửa giờ tất cả đệ tử của Sâm La Đàn rời khỏi nơi này. Lão tổ không được đâu, đây chính là cơ nghiệp cả vạn năm của tổ tông. Cấm miệng, còn không nuôi. Hai ta còn có tất cả đệ tử của Sâm La Đàn đều phải chết ở đây. Đệ tử nghe lệnh. Lão tổ người không sao chứ? Đời người mới đổi người cũ, Dương Khai tuổi còn trẻ, thực lực lại hùng hậu như vậy, không tồi, không tồi. Các ngươi có biết Sâm La Đàn ta đã kết oán với Dương Khai thế nào không? Lão tổ, ta từng nghe Lăng Xuân Thu đại trưởng lão nói, hắn và Khôi Thủ Thích Kim Lăng của Kim Hồng Châu cùng nhau ám toán nữ nhân Lan U Nhược. Nữ nhân đó rất thân với Dương Khai, quan hệ cẩn mật. Nhìn dáng vẻ của Dương Khai khí thế hừng hừng, Kim Hồng Châu chắc chắn cũng không thể nào thoát khỏi, sớm muộn cũng đến lượt bọn họ thôi. Được lắm, các ngươi lập tức phái người truyền tin cho Kim Hồng Châu, Sâm La Đàn ta đã bại, nhưng Kim Hồng Châu có thể có người chút giận thay chúng ta. Hủy nơi này đi. Một vụ lớn như vậy, chỉ vì một lời thề của ta mà bị hủy, thật là đáng tiếc. Bà chủ, việc đầu đã do tiểu tử làm, muốn trách cũng không trách được bà chủ. Tiểu tử thối nhà người còn khua môi múa mép. Tông chủ Sâm La Đàn đã hủy. Rất tốt, khởi hành. Trận tiếp theo chính là Kim Hồng Châu. Ta có chút nghĩ không thông, lão tổ của Sâm La Đàn có lẽ sớm đã đến tấn thang thất phẩm. Nhưng vì sao lại mắc mãi ở lục phẩm đỉnh phong vậy? Nghĩa nào lời đồn đó là thật sao? Lời đồn gì? Trong lời đồn, các đại động thiên phúc địa vì duy trì địa vị thống trị của mình, của tam thiên thế giới, phàm là người ngoài tấn thăng thượng phẩm, hoặc là giết chết hắn, hoặc là dẫn hắn gia nhập động thiên phúc địa nhà mình, nghiêm khắc quản lý không được tự do. Trong tin đồn, các đại động thiên phúc địa vì duy trì địa vị thống trị của mình ở tam thiên thế giới, nên cứ có người tấn thăng thượng phẩm, hoặc là giết chết, hoặc là dụ dỗ gia nhập động thiên phúc địa,
giám sát nghiêm ngặt, không được tự do. Ba nam nhân sẽ thành con hổ, nói chuyện phiền đúng là đáng sợ. Tin đồn này ta cũng nghe qua, không ngờ lại nhiều người tưởng thật như vậy. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Nếu động thiên phúc địa thật sự là làm ra chuyện này thì đúng là bụng dạ hẹp hòi. Nhưng thế làm sao thành động thiên phúc địa hùng bá một phương? Tông chủ, thuộc hạ thấy khả năng của những thế lực nhị đẳng kia chưa chắc đã đơn giản như mặt ngoài. Dù sao chúng cũng được kế thừa từ nhiều năm như vậy, có lẽ còn có ẩn giấu nhiều sức mạnh chưa dùng. Không sai, gia tuy Kim Hồng Châu chưa thể nào hiện danh tiếng ra, nhưng thời gian kế thừa đến nay chắc chắn là lâu đời hơn Sâm Na Đàn. Hàng vạn năm trước, Kim Hồng Châu có khả năng là đã sánh bằng 72 phúc địa. Không ngờ Kim Hồng Châu từng có quá khứ huy hoàng như vậy. Có được chỗ đứng ở tam thiên thế giới này, có thế lực nào lại không có chút năng lực cơ chứ? Kim Hồng Châu, Sâm Na Đàn chỉ là một trong số các thế lực thôi, sau này ngươi ra ngoài hành sự không được lỗ mãng. Tiểu tử hiểu rồi. Tại một ngọn ninh đỉnh ở Kim Hồng Châu, hắn tới rồi, Kim Hồng Châu ta sống chết tồn vong phụ thuộc vào ngày hôm nay. Hộ pháp tả hữu theo ta nghênh địch. Tổ lĩnh, nghe Sâm Na Đàn truyền tin tới, thuộc hạ của Dương Khai có mấy lục phẩm khai thiên, thủ lĩnh có lắm chắc hay không? Lục phẩm thì sao? Kim Hồng Châu của ta có thất phẩm khai thiên chấn thủ mà. Sư tổ, mấy ngày sau sợ là Kim Hồng Châu sẽ có tai họa tới. Có mấy lục phẩm khai thiên tới đây công đánh, không biết lúc nào sư tổ mới xuất quan để giúp Kim Hồng Châu vượt qua ải khó. Tôn Nhi yên tâm, nếu có địch tới xâm phạm thật, bổn tọa đảm bảo sẽ khiến chúng một uy không về. Tạ sư tổ, nếu lão tổ đã đảm bảo, vậy chắc chắn là đã lên thất phẩm rồi. Dương Khai tới rồi. Khởi động đại trận hộ pháp bát trọng. Xem ra Sâm Na Đàn đã có người thông báo tới rồi, thế nên Kim Hồng Châu mới có chuẩn bị như vậy. Ta chính là thủ lĩnh Thường Kỳ Thủy của Kim Hồng Châu, không biết Dương Huynh từ xa tới Kim Hồng Châu là có việc gì? Thích Kim của Kim Hồng Châu, ngươi vô duyên vô cớ dẫn người tới xâm phạm hư không địa ta. Hôm nay ta tới, đương nhiên là để san bằng Kim Hồng Châu rồi. Dương Tông Chủ đúng là điên cuồng, chỉ là mấy lời tàn nhẫn đừng nói quá sớm. Nếu đến đại trận cũng không phá được, vậy thì đúng là bị người ta cười cho thối mũi rồi. Chắc chắn không để thủ lĩnh thất vọng, giết. Sức mạnh lục phẩm khai thiên cùng ra tay đúng là đáng sợ thật, ta đánh giá hắn ta thấp rồi. Đại trận hộ pháp, tầng thứ nhất, phá. Cứ theo tốc độ hiện giờ, chỉ sợ không đến nửa ngày nữa, đại trận Kim Hồng Châu sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó lão tổ vẫn chưa ra, sớm muộn Kim Hồng Châu cũng bị ăn tươi nuốt sống. Tầng thứ 2, phá. Tầng thứ 3, 4, 5, 6, 7, phá. Chỉ còn lại tầng cuối cùng. Đệ tử Kim Hồng Châu nghe lệnh, biến trận. Mánh khóe còn con cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Theo ta đi. Mọi người cẩn thận, đây là loại côn trùng ký sinh lên người. Kim mô chú nhật. Xong rồi, mê trận bị phá rồi. Kim Hồng Châu hôm nay thật sự sẽ bị diệt hay sao? Ta sẽ lấy ngươi ra để khai đao trước. Hư không bí thuật là ai? Đệ tử Thường Kỳ Thủy đời thứ 37 của Kim Hồng Châu, tham kiến Lý Sư Tổ. Hơi thở thất phẩm khai thiên. Kim Hồng Châu, Linh Phong. Kim Hồng Châu, không phải như thế này. Đệ tử vô lăng, để sư tổ thất vọng rồi. Các ngươi thật sự vô lăng, sự huy hoàng của tổ tiên đã bị các ngươi tiêu hao hết rồi, bây giờ lại còn bị người ta đánh đến tận cửa. Nhất ta không thể nào không vội vàng thăng lên thất phẩm. Các ngươi chết không đáng tiếc, nếu không muốn chịu khổ thì tự sát đi. Nói khoác không biết ngượng, ta chưa từng giết thất phẩm khai thiên, hôm nay vừa hay nếm đồ tươi luôn. Tiểu tử thối hỗn xược. Tiểu tử này nà lột một lục phẩm khai thiên lại có thể khiến ta bị thương. Thất phẩm khai thiên chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Lúc đầu thấy Trúc tiền bối lấy một địch hai, bản thân lại bất lực. Mà giờ ngày này, cuối cùng ta cũng đã có tư cách có thể giao chiến với thượng phẩm khai thiên rồi. Điều khiến sức mạnh ở trong tay mình mới là sức mạnh thật sự. Bây giờ cuối cùng ta cũng đã có thể chứng minh được giá trị của bản thân rồi. Chư vị, giờ là lúc liều mình chiến đấu rồi. Giết! Tiểu tử, chịu một đao của ta đây. Tên mập, ta tới giúp người. Sư tổ, cứu con. Các ngươi đều đáng chết. Chuyện gì vậy? Thực lực của những lần này tại sao trong chớp mắt đã mạnh hơn gấp 10 lần? Là Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp. Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp là một loại cấm thuật được tạo ra bởi một vị bát phẩm khai thiên gọi là Hư Thần Quân. Loại cấm thuật này là lấy bản thân làm lò luyện, dẫn tới rất nhiều tổng đàn trú địa, nội hàm nhập thể, từ đó cưỡng ép nâng cao thực lực. Nhưng những nội tình của các tổng đàn trú địa này đều phức tạp vô bì. Nhẹ thì sức mạnh của tiểu càn khôn không thuần giảm sút tu vi, nặng thì càn khôn rối loạn, rất có khả năng là chết tại chỗ, có thể gọi là bán bộ diêm na. Dám tới Kim Hồng Châu của ta hỗn xược, hôm nay các ngươi đều phải chết. Xem ra là bị buộc phải đi gấp, không tiếc hao tổn mà phát huy Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp này. Kim Mô Chú Nhật, Thần Thông Pháp Tướng. Bây giờ ta là thất phẩm, ngay cả Thần Thông Pháp Tướng cũng không chạm được, hắn sao có thể làm được? Dù là bị thương, ta cũng muốn tiểu tử đó chết trong tay ta, chỉ cần có thể giết tiểu tử này. Những người khác chẳng có gì phải sợ. Chiêu này là chiêu toàn lực của cô ta. Chịu một chiêu đó, tiểu tử đó chắc chắn là đã chết mất xác rồi nhỉ? Tiểu tử này sao còn chống cự như vậy? Kim Hồng Châu trên đỉnh Linh Phong, tiểu tử này sao lại dai sức như vậy? Nếu mình không có thân thể bán lòng thì e rằng nhận chiêu ban nãy đã chết thật rồi. Mình không thể nào ngã xuống, diệt Kim Hồng Châu là quyết định của một mình, quyết không thể nào liên lụy đến hội bà chủ. Tiền bối toàn được một kích, đúng là lẻ mặt tiểu tử. Bây giờ thì đến lượt của tiểu tử rồi. Thanh Hư Quán Thể Đại Pháp đã bị phản phệ, Nhật Nguyệt Thần Luân cũng không thể nào đánh bại cô ta. Nền tảng của thất phẩm khai thiên thật là quá mức đáng sợ. Lại nữa, Dương Khai, những gì ngươi ban cho ta hôm nay bổn cung nhớ kỹ trong lòng, ngày khác nhất định là sẽ hồi báo gấp bội. Chạy đi đâu? Cắt ngọn còn gốc cỏ lại mọc, hôm nay không giết được cô ta tất là thành hậu họa. Tệ thật, Nhật Nguyệt Thần Luân tiêu hao quá lớn, khí tức ở trong tiểu càn khôn thế giới đang bị suy yếu hẳn. Không cử động được nữa. Chờ ngày ta tấn thăng lên thất phẩm, việc đầu tiên là đánh ngã thành trò. Một năm sau, tiểu tử thối, ta phải đi rồi. Thiên điểu tinh thị có một số việc đang chờ ta tới kết thúc. Bà chủ, nơi này đã không còn xa hư không địa, hay là tới cả hư không địa rồi một lúc hãng đi? Không cần, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Chia tay nhau ở đây đi, ta đi đây. Tiểu tử ngày sau gặp lại. Dương Khai bảo trọng. Trận chiến với Lý Lạc Thủy, nếu không vì cuối cùng cô ta bị cấm thuật phản phệ, không thể nào không bỏ chạy, thì bọn bà chủ ắt đã bị liên lụy rồi. Thương vong lặng lẽ. Bà chủ nói đúng, trong những thế lực nhị đẳng này ắt có nhiều lão quái vật ẩn nấp. Ngày sau mình nên hành sự cẩn trọng. Các vị nhận đến nhà rồi, phía trước chính là tinh thị của hư không địa ta. Đây chính là tinh thị, láo nhiệt quá, mức độ sầm uất hơn so với vô ảnh động thiên. Hư không địa có tinh thị quy mô lớn, căn cơ và tài lực không phải tầm thường. Thế lực nhị đẳng không thể nào so sánh được. Tới giờ mới biết mình đã đánh giá thấp nó. Dương tiểu tử về rồi. Làm phiền lão đại nhân còn nhớ. Về rồi là tốt, có rảnh rỗi tới thăm ta, cả hai đứa bé đều rất nhớ người. Đợi tiểu tử sắp xếp xong việc sẽ tới thăm ngài.
rồng sinh 9 con. Bí hí gánh nặng, sao hư không địa lại nuôi được một con bí hí? Không không, không phải là hư không địa nuôi lão đại nhân, mà là lão đại nhân lưng đỡ cả hư không địa. Ý người là hư không địa nằm ở trên lưng của thánh linh bí hí. Đúng vậy, mới đầu khi ta biết việc này ta cũng rất là kinh ngạc. Không bí hí lão đại nhân đã sống bao nhiêu năm mới có thân hình khổng lồ như vậy? Việc này quả thật chưa từng nghe nói, chưa từng thấy gặp. Mỗi thánh linh thành niên đều có thực lực ngang với thượng phẩm khai thiên, có một thánh linh thực lực cường đại như thế bảo vệ hư không địa còn sợ gì nữa. Phu nhân tốt quá rồi, hư không địa có nguồn lực hùng mạnh như vậy, tương lai con của chúng ta nhất định là hồng phúc tài thiên. Hôm đó lão gia quyết định đi theo tông chủ đúng là một lựa chọn tốt. Không ngờ hư không địa khí tượng nghìn vạn, có thực lực của đại tông phái, chúng ta kiếm được món hời lớn rồi. Tinh thị to lớn, không thiếu tài lực, tài nguyên nhất định là cũng dồi dào vô hạn. Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã về rồi, làm người lo lắng rồi. Thiếu gia bình an trở về là tốt rồi. Dương Khải, bọn bà chủ đâu? Đừng lo, bọn bà chủ đều đi ra rồi, nhưng bảo là phải về thiên điểu tinh thị một chuyến. Không tận mắt xác nhận bà chủ bình an vô sự, ta không yên tâm. Đến cảng của hư không địa, chào mừng tông chủ trở về. Người tốt không sống đâu, người tốt không sống đâu, kẻ ác sống nghìn đời. Nói với các ngươi rồi, tiểu tử này không chết được đâu, các ngươi lại cứ không tin. Đúng đúng đúng, tiền bối nói đúng, là bọn vãn bối đã lo bò trắng răng rồi. Hừm, các ngươi nói đi. Nữ nhân đó là thiên nguyệt ma thù kiểu trúc âm. Trúc kiểu âm, xấu tính lắm đấy, sau này các ngươi gặp cô ta nhớ ăn nói cẩn thận. Hư không địa này có một bí hí đã đủ khiến người ta nghe danh sợ hãi, giờ còn thêm một thiên nguyệt ma thù. Hùng danh của thiên nguyệt ma thù ta cũng từng nghe nói tới, hư không địa có thể chấn áp được cô ta. Tiểu tử thối dám nói xấu ta, trong 10 năm đừng hòng gặp được A-la. Ngài, xem cái miệng của ta này, họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra. Tông chủ, những người bạn sau lưng của người nào? Bọn họ đều cùng ta đi từ vô ảnh động thiên đến đây. Bọn họ tự nguyện gia nhập hư không địa ta, ngày sau sẽ là người của chúng ta. Hư không địa to lớn như vậy mà vốn dĩ chỉ có 2 vị lục phẩm, bây giờ thì một thoáng đã có thêm 5 vị. Thực lực tổng thoáng chốc tăng lên gấp mấy bậc, tông chủ đúng là bậc danh, đúng là bậc diệu nhân. Đúng rồi, tông chủ, trong những ngày ngươi không ở đây, trong liên minh trăm nhà hôm đó có rất nhiều thế lực đã phái người tới. Thông tin của họ nhanh thật. Kim Hồng Châu và Sâm Na Đàn đều đã bị diệt, bọn họ tới là vì sợ mình sẽ báo thù tính nợ với bọn họ giống như vậy. Vậy tông chủ có gặp hay không? Không gặp, không gặp. Tạm thời cứ để bọn họ, cứ để bọn chúng ít hôm. Tạm thời cứ mặc kệ bọn chúng ít hôm đi. 3 tháng sau hư không địa, thổ linh địa, trong điện nghị sự, các vị ở hư không địa đã quen hay chưa? So với vô ảnh động thiên, hoàn cảnh của hư không địa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hư không địa rất tốt, tất thải đều ổn, đa tạ đại nhân quan tâm. Dương tông chủ bằng lòng thu nhận bọn ta, vợ chồng ta đã cảm ơn không hết. Khách sáo rồi, đều là người nhà, không nói chuyện ấy nữa. Nhị tổng quản, Mặc đại đô đốc, những ngày ta vắng mặt tình hình ở trong tông môn thế nào? Thưa tông chủ, bây giờ trong tông môn đã có gần 600 khai thiên cảnh, chỉ tính số lượng và chất lượng của khai thiên cảnh, hư không địa của chúng ta đã vượt qua 99 các thế lực nhị đẳng, là việc đáng chúc mừng. Ở trong tinh thị cũng đã cho thuê hết, chỉ tính thu nhập riêng từ tinh thị mỗi tháng thì ít nhất cũng đã có 100 triệu khai thiên đan. Đây là sơn hỷ lâm môn, đây đâu phải là tinh thị mà phải là một cái cây dụng tiền. Tông chủ, những bên tới tặng quà xin lỗi vẫn còn đang chờ, tông chủ định làm thế nào? Thiên kiếm minh có người tới không? Chưa từng thấy tới. Những thế lực tam đẳng này không đáng nhắc tới, nhưng thiên kiếm minh là người khởi sự, mình quyết không dễ dàng bỏ qua. Bắt chúng trả giá đắt bồi thường, sau đó bảo chúng cút đi, ngày sau còn dám xuất hiện ở hư không địa ta, chém hết không tha. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Đúng rồi tông chủ, trong tinh thị, mấy hôm trước vị đại nhân của Âm Dương Thiên Đạo Trường tới gặp thuộc hạ, nói muốn gặp trực tiếp tông chủ.
đạo trường của Âm Dương Thiên. Có phải là Khúc sư tỷ? Không phải Khúc cô nương, đạo trường của Âm Dương Thiên đã đổi chủ rồi. Cũng được, người đi mời người đó tới đi. Bây giờ không biết tình hình của Khúc sư tỷ thế nào, nếu là người của Âm Dương Thiên thì có thể thăm dò một hai. Mọi người mời về trước đi. Một canh giờ sau, thiếp thân Tô Ánh Tuyết xin chào Dương tông chủ. Âm Dương Thiên còn có lữ đệ tử trông thanh thuần nho nhã thế này, đúng là việc hiếm thấy. Tô sư tỷ khách sáo rồi, mời ngồi xuống nói chuyện. Dám hỏi sư tỷ, Khúc sư tỷ giờ đang ở đâu? Khi trước sư muội phạm lỗi lớn, chủ động xin tội với sư môn, bây giờ đã bị giam giữ trong trăm năm không được ra ngoài. Trăm năm lâu như vậy, sư tỷ mời uống trà. Sớm biết hậu quả lặng lẽ như vậy, hôm đó mình đã không nên nhờ sư tỷ ra tay giúp rồi. 36 động thiên 72 phúc địa đồng khí tương liên, không thể nào tranh đấu hại nhau. Muội ấy đã phạm vào cấm kỵ, tất nhiên là phải bị trừng phạt. Dương tông chủ, thiếp thân tới đây trừ để gặp mặt, còn có một việc muốn nhờ Dương tông chủ giúp đỡ. Sư tỷ cứ nói, nếu là việc Dương mỗ có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Lữ tử của Âm Dương Thiên ta, tu vi tuổi tác đến một mức độ nhất định thì cần phải ra ngoài tìm một bạn nữ thích hợp. Không giấu Dương tông chủ, thiếp thân đã tìm được lựa chọn tốt ở hư không địa. Vậy thì xin chúc mừng, nếu sư tỷ có cần, cứ việc lên tiếng, ta sẽ lập tức trói người đó đưa tới tận phủ của sư tỷ. Chuyện đó thì không cần, người thiếp thân đã ý. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tô sư tỷ, chuyện đùa này không vui đâu. Trong đại điện nghị sự của Thổ Linh Địa, người thiếp thân chọn xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tô sư tỷ, chuyện này không vui chút nào. Không phải đùa, Dương tông chủ là chủ của hư không địa, đủ tư cách kết thành đạo lữ với ta. Sư tỷ nếu đã có quan hệ mật thiết với Khúc Hoa Thượng, chắc cũng đã từng nghe một vài chuyện từ người đó đúng không? Nghe rất nhiều. Khúc nha đầu nói rồi, mấy lần nàng ta 3 lần 7 muốn thành đạo lữ với người, nhưng người đều từ chối. Ta và Khúc Hoa Thượng cố giao tình, nhưng không nói đến chuyện suốt đời. Tô sư tỷ và ta hôm nay vừa gặp nhau, làm sao có thể nói ra lời như vậy? Để hai ta khó xử chứ. Dương tông chủ, ngươi và ta lần đầu gặp, nhưng thiếp thân thực sự đã phải lòng. Nếu Dương tông chủ đồng ý, ta và Khúc nha đầu đều có thể thành đạo lữ của ngài, như vậy có được hay không? Dương mộ sớm đã có thê thất, không có ý định chiêm nhiễm phong lưu, sư tỷ vẫn nên bỏ suy nghĩ này đi thì hơn. Vừa tiễn chân được một người đi lại thêm một người nữa, người của Âm Dương Thiên không ngờ lại biết hành hạ người khác như thế này. Tiểu tử này xem ra không phải là người mà ta nghĩ. Hóa ra nữ nhân với phong cách thanh thuần này đều là vờ vịt. Khúc nha đầu cũng coi như là không nhìn nhầm người, tốt xấu gì Âm Dương Thiên ta cũng là một trong 36 động thiên, đương nhiên sẽ không ti tiện đến mức dùng chung chồng đâu. Vậy vừa lấy lời của sư tỷ là đang trêu đùa Dương mỗ à? Chỉ là thử lòng mà thôi. Khúc nha đầu bị nhốt hàng trăm năm là chuyện nhỏ, nhưng một tháng vẫn có thể tham gia đại hội luận đạo. Đại hội đó, người đứng đầu sẽ trở thành phu quân của Khúc nha đầu. Khúc sư tỷ muốn gả cho người đứng đầu ở trong đại hội luận đạo, đây là ý của Khúc sư tỷ. Nếu Khúc nha đầu nhìn trúng người thì sao lại đồng ý chuyện này? Chỉ là đây là ý của sư môn, nó không phản kháng được. Nếu Khúc sư tỷ không muốn, Âm Dương Thiên ta sao lại cử hành luận đạo đại hội này? Các ngươi cũng không thể nào ép hôn được chứ. Nó phạm phải quỵ hí, phải chịu hậu quả, ngươi tưởng nó phản kháng được sao? Ngươi nghĩ xem đây là vì ai? Ta. Hơn 1 năm trước, Âm Dương Thiên cổ ta tung tin muốn tìm anh hùng. Tới lúc đó dù ai giành được vị trí đầu, Khúc nha đầu không muốn gả đi cũng phải gả. Không ngờ Khúc sư tỷ lại vì ta mà làm ra chuyện hy sinh lớn như thế này. Đây là hạnh phúc cả một đời người mà. Vốn dĩ nếu ngươi không thể nào thông qua bài khảo nghiệm, chuyện này ta cũng lười nói với ngươi. Nhưng nếu ngươi có phẩm hạnh đoan chính, vậy thì chứng minh Khúc nha đầu không nhìn nhầm ngươi. Chắc chắn ngươi cũng biết chuyện này. Đa tạ sư tỷ báo tin. Nói tới đây thôi, cáo từ. Tẩm cung của Dương Khai, sư tỷ vì ta mà bị phạt,
ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn tỷ ấy bị gả cho một người xa lạ được. Nếu ta tham gia đại hội luận đạo này, có nghĩa là sẽ có thêm một người nữa, nhưng ta sớm đã có thê phòng, sao có thể lỡ chuyện chung thân của sư tỷ. Quên đi, cái này không phải vấn đề. Ta nên tới tìm bà chủ hỏi chuyện này thì hơn. Tiểu tử thối, một giấc của ngươi tới hôm nay thật lâu đó, ngươi để bọn ta đợi lâu quá. Xin lỗi, tối qua vì chút chuyện mà không ngủ ngon, để các vị đợi lâu là tiểu tử không tốt. Mọi người, chuẩn bị chuyển tới hư không địa ta à? Chuyển nhà gì? Bà chủ sớm đã rời khỏi đệ nhất tiễn, giờ đã tự do rồi. Bọn ta muốn gia nhập hư không địa, chỉ hỏi ngươi có hoan nghênh hay không thôi. Hoan nghênh chứ, sao lại không? Dù bà chủ muốn làm chủ của hư không địa cũng được mà. Chủ của hư không địa thì thôi, không dễ gì mới rảnh rỗi nhàn hạ, ngươi bớt kiếm chuyện cho ta đi. Hư không, thêm hai ngày nữa sẽ có thể đến âm dương vực mà khúc sư tỷ nói rồi. Tiểu tặc chạy đi đâu? Tôn giá, có phải là Lưu Bộ Nguyên hay không? Lưu Bộ Nguyên gì chứ, không biết. Ây, thật là ngại quá, nhận sai người rồi. Hiểu lầm rồi, bằng hữu lượng thứ. Nếu là hiểu lầm, vậy thì xin phép cáo từ. Có duyên tái kiến. Thử rồi chứ, tiểu tử đó thế nào hả? Tình báo có sai sót. Có sai sót rồi, sư muội. Gia hỏa đó không phải là ngũ phẩm khai thiên, mà là lục phẩm. Không thể nào, khúc sư muội đích thân nhìn thấy Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm. Có phải huynh đã nhận sai người rồi không? Không sai được. Sao lại là lục phẩm cơ chứ? Việc này không thể nào. Theo như tình báo, Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm khai thiên chưa đến 2 năm, sao có thể từ ngũ phẩm tấn thăng lên lục phẩm trong thời gian ngắn như vậy được chứ? Vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Ngũ phẩm lục phẩm mặc dù cách một phẩm, nhưng thực lực lại là cách một trời một vực. Vốn dĩ hai ta còn lo lắng hắn sẽ chịu thiệt trên luận đạo đại hội, hiện giờ xem ra chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Đây đúng là việc kinh hỉ bất ngờ. Ngươi đã thử rồi, chúng ta cũng nên quay về sư môn thôi. Đi thôi. 2 ngày sau, sư thúc không xong rồi. Đến nay vực môn thông đến âm dương vực đã bị người của các đại động thiên phúc địa canh giữ rồi. Phàm là phát hiện ra lục phẩm khai thiên giả chắc chắn là sẽ bị thách đấu. Bị ổi, bọn chúng không muốn để lục phẩm khai thiên nhà mình rơi vào âm dương thiên tà, nên mới bày ra mấy thủ đoạn thế này để giảm bớt đối thủ. Thật là vô liêm sỉ. Phía sư môn không có gì sao? Sư môn đã nói việc này với bọn họ, nhưng người ta hành sự cũng có giới hạn, chỉ nói là cọ sát, sư môn cũng không tiện nói thêm gì cả. Cọ sát giao lưu, lục phẩm nhà người ta sao có thể sánh được với bọn họ cơ chứ? Sao bọn chúng không đem ngũ phẩm cùng diệt trừ luôn đi? Đến lúc đó chỉ cần ngũ phẩm khai thiên tham gia, chẳng phải sẽ càng tốt hơn hay sao? Họ có lẽ cũng muốn giữ chút mặt mũi, bọn họ đã rất vô liêm sỉ rồi. Nếu như luận đạo đại hội thật sự có ngũ phẩm khai thiên tham gia, khúc sư muội chẳng phải sẽ là trò cười hay sao? Sư muội bớt giận, chúng ta không phải còn có một lục phẩm nữa sao? Nếu như Dương Khai có thể bình yên tiến nhập môn phái tham gia luận đạo đại hội, vậy bản tính của đám người này chắc chắn là sẽ thất bại. Đúng vậy, nếu như Dương Khai dùng tu vi lục phẩm khai thiên hiện thân luận đạo đại hội, không ổn, gia hỏa đó không biết lộ tình. Nếu để lộ tu vi trước, chắc chắn là sẽ bị ngăn cản. Những động thiên phúc địa chắc chắn là sẽ điều chỉnh lượng người tham gia đại hội, để lục phẩm đệ tử lên sân. Chúng ta mau đi ngăn hắn lại. Ây à, đây chẳng phải là vị tiểu huynh đệ lúc lẫy hay sao? Thật đúng là đời người chỗ nào cũng có thể tương phùng. Thì ra ngươi chính là Dương Khai, đã giúp cho khúc sư muội trở thành khai thiên hả? Sao hả? Thanh Khuê sư huynh vậy mà cũng biết Dương Khai. Chúng ta thật đúng là không đánh không quen biết. Chuyện gì vậy trời? Hai kẻ này từ đâu chui ra vậy? Sư đệ cũng đến tham gia luận đạo đại hội hay sao? Đi thôi, mau vào trong chuẩn bị. Dương sư đệ, đợi lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng ra tay, mọi thứ cứ để chúng ta xử lý. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải chỉ là tiến vào âm dương vực thôi sao? Có thể xảy ra chuyện gì được? Trước vực môn của âm dương vực,
Dương Khai vậy mà lại là ngươi. Bối huynh lâu rồi không gặp, ngươi đã tấn thăng khai thiên rồi hả? Ngươi chẳng phải cũng đã tấn thăng khai thiên rồi sao? Ngũ phẩm khai thiên, tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn đất, thật đúng là lực cười. Ngươi chính là Dương Khai, chủ của hư không địa, chẳng trách não hủ lại thấy quen mắt như vậy. Không sai, không biết não trượng có gì chỉ giáo. Ta thừa nhận ta từng đắc tội rất nhiều người, nhưng não đầu này ta chưa từng gặp. Sao lại tỏ ra không thể nào ăn tươi nuốt sống ta vậy? Ta hỏi ngươi, ngoài vô ảnh động thiên, đề tranh trưởng não rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Vì sao lại bất ngờ vẫn lạc? Đề tranh chết rồi, vậy tức là bí mật trên người của ta mang diệt thế ma nhãn và hắc đồng luyện ngục có thể giấu đi được rồi. Ngươi vậy mà dám cười? Ây, nhớ lại một số việc vui. Không không, tuyệt đối không phải là cái chết của đề tranh. Não đại nhân, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy việc này. Quý tông nếu muốn tra rõ việc này, không bằng đi tìm tung tích của hắc nha thần quân kia đi. Việc này có thể liên quan đến hắn. Bớt nói nhảm đi, não phu hiện giờ dẫn ngươi đi gặp các trưởng lão. Hỏi rõ là biết ngay. Trước vực môn âm dương vực, bớt nói nhảm đi, lão phu hiện giờ dẫn ngươi đi gặp các trưởng lão, hỏi rõ là biết ngay, hỗn xược. Dương tông chủ là khách đến âm dương thiên của chúng ta tham gia đại hội luận đạo, ông ra tay với cậu ấy, là không xem âm dương thiên ra gì sao? Thánh trưởng lão lặng lời rồi, chỉ là người này liên quan đến chuyện một vị trưởng lão của vạn ma thiên ta chết đi, lão hủ không dám qua loa. Phải đề án gặp Trác trưởng lão, để Trác trưởng lão đích thân tra hỏi. Mặc kệ chuyện của Thiên Ma Tông các ngươi là gì, nói chung nếu các ngươi dám động thủ với Dương tông chủ, đừng trách Thanh Mộ không khách sáo. Ngươi, còn chuyện gì, nếu không còn chuyện gì thì tránh ra. Đâu phải chó trong cửa của âm dương thiên ta, chặn trước cửa nhà người ta làm gì. Chúng ta đi. Dương Khai, đại hội luận đạo là chỗ tốt, mong ngươi chơi vui. Vọng Xuyên đâu? Cậu ở đây nghỉ ngơi, chờ đến giờ, tự sẽ có người thông báo cậu đi tham gia đại hội luận đạo. Tô sư tỷ e là hiểu lầm rồi, lần này ta đến không phải là muốn tham gia đại hội luận đạo, ta chỉ là muốn gặp khúc sư tỷ. Tiểu tử thối, ngươi có dám nói lại lần nữa hay không? Ây à, Dương huynh đệ, cậu xem thời gian không còn sớm nữa, chúng ta còn phải đi tìm sư tôn, đi trước nha. Cung điện của Từ Linh Công. Thứ chó gì? Mấy nhà này dám chơi như vậy. Bây giờ ra ngoài chém bừa một trận, giết sạch bọn chúng. Sư tôn, đao đến rồi, người mau đi chém đi, đệ tử ở phía sau trợ uy cho người. Người tưởng ta không dám phải không? Xem thường não già này. Bây giờ ta đi, ai cũng đừng ngăn cản ta. Sư tôn đừng giận, ta biết người rất giận, nhưng người đừng giận. Sư tôn đừng manh động, người bây giờ ta chém họ tuy thoải mái, nhưng cũng không giải quyết vấn đề. Là không giải quyết được vấn đề, nhưng giải quyết được người. Chuyện này đều trách tên khốn Dương Khai đó, làm nhỡ đại sự trung thân của khúc nha đầu. Không giấu gì sư tôn, Dương Khai đó đã đến âm dương thiên, đang nghỉ ngơi ở trong vọng xuyên đầu. Ta bây giờ đi chém chết hắn. Không được không được, người không được chém hắn. Tiểu nha đầu con, muốn tạo phản phải không? Sư tôn muốn chém hắn thì chém con trước đi. Ta chém con làm gì, ta chỉ chém hắn. Đầu tử đó không có chút tác dụng gì, con còn muốn bảo vệ nó. Sư tôn bớt giận, Dương Khai đó vẫn có tác dụng, hắn đã tấn thăng lục phẩm khai thiên rồi. Lục phẩm, từ sau lần trước từ biệt cũng chỉ mới 25, hắn sao lại lâng một phẩm nhanh như vậy? Vậy thì não tử tha hắn không chết trước, bảo hắn thể hiện cho tốt trong đại hội luận đạo, kiếm lại thể diện cho âm dương thiên ta. Sư tôn, Dương Khai nói, hắn không phải là đến tham gia đại hội luận đạo. Hắn chỉ đến thăm khúc sư muội. Không tham gia đại hội luận đạo chạy đến làm gì, xem trò cười hay sao? Ta xem tiểu tử này chán sống rồi. Sư tôn yên tâm, cách đại hội luận đạo còn mấy ngày, chuyện này giao cho con xử lý, nhất định khiến cho cậu ấy hồi tâm chuyển ý. Ngày thứ hai vọng xuyên đầu. Đây là người mà các nhà chuẩn bị phái ra tham dự đại hội luận đạo. Dương sư đệ à, nếu như đệ không tham gia đại hội luận đạo, khúc sư muội có thể sẽ phải gả cho một ông lão ngũ phẩm khai thiên. Là ta hại khúc sư tiểu tử ấy nấy.
Nếu vậy, vậy đại hội luận đạo này, tiểu tử có tội, chỉ là chuyện này trọng đại, ta vẫn muốn gặp Khúc sư tỷ trước. Sư muội bây giờ bị nhốt, làm sao gặp cậu? Lời đã nói đến vậy, cậu tự biết thân đi. Thất bại rồi phải không? Ta nói tiểu tử đó không dễ thuyết phục như vậy, vẫn nên để ta đánh đến hắn phục. Cũng không thể nói là thất bại, người tuy không thuyết phục được, nhưng thứ đó đã bị hắn ta uống vào rồi. Sư huynh không sợ chơi lửa hay sao? Chỉ cần chúng ta kịp thời ra tay, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thứ đó người thường làm sao có thể ngăn được, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Khúc Nha Đầu sẽ tiêu đó. Bên Dương Khai đã chuẩn bị ổn thỏa, bên Khúc Nha Đầu phải nhờ sư muội rồi. Ngươi đừng vì nhất thời nhân từ làm lỡ trung thân của nó. Ta phải nghĩ kỹ. Tấm cung của Khúc Hoa Thượng. Thời gian qua đi thật nhanh, bất giác nha đầu này đã lên khai thiên rồi, cũng gần bằng sư tỷ rồi. Muội chỉ vừa mới lên thôi, còn kém sư tỷ xa lắm. Muội trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện cũng nên do mình làm chủ. Giờ Dương Khai đang ở ngoài điện, muội muốn gặp hắn thì cho hắn vào đi. Muội biết tỷ thương muội nhất mà. Sư đệ tới chuyến này là đặc biệt thăm hỏi ta. Nghe nói Âm Dương Thiên cử hành đại hội luận đạo để chọn phu quân cho sư tỷ. Là ta đã liên lụy đến sư tỷ rồi. Người đừng nghe họ nói bừa, đây chỉ là có người muốn mượn chỗ để phát huy khả năng mà thôi, không liên quan đến người. Với lại giờ sư môn cần người, ta là đệ tử đương nhiên là phải tận nghĩa. Huống hồ chuyện lần này cũng là do ta mà ra. Sư tỷ thật là có nghĩa khí, sư đệ bái phục. Nếu trong lòng sư đệ không nghĩ thông được, vậy chi bằng giành vị trí đầu, rồi lấy ta có được hay không? Sư tỷ ta. Sư đệ đỏ mặt gì chứ? Sư tỷ, hình như căn phòng này hơi nóng. Ta cũng thấy hơi nóng, chắc là do thấy sư đệ. Nên khiến tim ta ấm áp. Ây, ta cũng mềm mềm đó. À không, là ấm áp. Không ngờ tâm trí của tiểu tử này lại kiên định cảnh giác như vậy. Xém một chút thì để hắn thoát khỏi ảnh hưởng từ âm dương hợp ma rồi. Sớm biết như này, ta đã cho thêm một chút âm dương lực vào trong rượu của hắn rồi. Nói cho cùng thì uy lực của âm dương hợp ma vẫn nằm ở người thi triển pháp thuật. Sư huynh, không phải là huynh không được đó chứ? Sư muội ngoan, đừng dụ dỗ ta. Sư tôn đang ở đây đó. Lão nhân gia tính khí nóng nảy, chúng ta bớt bớt lại đi. Tới lúc rồi, chúng ta đi. Giờ sư tôn. Rồi bắt ngay tại trận. Khốn kiếp Khúc nha đầu, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện thương thuyền thương phong bại tục như vậy. Đúng là làm ta quá thất vọng. Sư tôn của sư tỷ, xong rồi, không ngờ lại bị sư tôn của Âm Dương Thiên bắt tại giường rồi. Sợ là cái mạng nhỏ này của ta khó mà giữ rồi. Không sao chứ, mau cho sư tỷ xem nào, bọn muộn muội chưa làm gì hết. Sư tỷ phía sư tôn, đừng lo, trở về ta sẽ nói chuyện với sư tôn, ông ấy không trách muội đâu. Muội sợ ông ấy sẽ ra tay với Dương Khai. Đến lúc nào rồi mà còn lo cho một người ngoài, nghĩ cho mình đi. Trong cung điện Từ Linh Công, đây chính là gia sư Từ Linh Công, một trong số các trưởng lão nội môn của Âm Dương Thiền. Hóa ra là từ tiền bối nghe danh đã lâu. Lâu cái mông, người bại hoại thanh danh của đồ nhi ta, làm vẩn đục sự trong sạch của nó. Dù là hàng ngàn hàng vạn nhát dao cũng không thể nào rửa được nỗi hận trong lòng của ta. Vạn bối nhất thời bị mê hoặc tâm trí nên mới phạm sai lầm. Thế nên tùy tiền bối trừng phạt. Phạt cái gì ngươi tự nghĩ đi. Chuyện này, tiểu tử lập lời thề ở đây, để bù đắp cho Khúc sư tỷ, tiểu tử nguyện tham gia đại hội luận đạo, trả cho tiền bối một câu trả lời vừa ý. Vậy à, thế thì được, ta miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng. Chỉ có vậy thôi, thế là xong rồi. Tuy thực tế ta và Khúc sư tỷ chưa xảy ra chuyện gì, nhưng thế này cũng quá sơ sài rồi đi. Cung điện của Từ Linh Công. Theo như phân phó của sư tôn đã sắp xếp, Dương Khai vào phòng ở Hữu Duyên Phong. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sư tôn, Hữu Duyên Phong đó có được
Có minh đường gì? Vì sao nhất định phải bắt ta sắp xếp cho Dương Khai vào trong đó chứ? Trên Hữu Duyên Phong này có một vị minh chủ, hậu tuyển nhân của Thiên Kiếm Minh, cũng chính là trường tử, minh chủ tiềm nhiệm Khổng Phong, Khổng Thiên Vũ. Thiên Kiếm Minh, lần này có kịch hay để xem rồi. Hữu Duyên Phong. Không huynh, hôm nay vị kia bị thanh trưởng lão đích thân dẫn vào Hữu Duyên Phong, hình như chính là chủ của hư không địa Dương Khai. Là hắn, thật đúng là thiên đường có lối người chẳng đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Cha, người cứ đợi đi, Hải Nhi sẽ báo thù huyết hận cho người ngay. Trước sân của Dương Khai, Dương Khai, người năn ra đây cho ta. Người là ai hả? Ở trước cửa nhà người khác hét lớn làm gì vậy? Nhớ lấy, kẻ giết ngươi là Khổng Thiên Vũ, con trai của Khổng Phong, minh chủ của Thiên Kiếm Minh. Thiên Kiếm Minh, ta không đi tìm các ngươi lại tự đến tìm ta, thật là rất thú vị. Gia hỏa này sức lực thật lớn, một ngũ phẩm khai thiên vậy mà có thể đem sức mạnh nhục thần tu luyện đến tầng cấp này. Dựa vào ngươi cũng dám coi nhẹ Thiên Kiếm Minh của ta, lạp mạng đi. Việc này từ lúc nào mà? Thương không phải dùng như ngươi đâu. Vậy phải dùng thế nào? Chỉ phạm vi một lần, dùng thế này. Còn tưởng rằng là thêm một vài lợi hại, kết quả đến cả cha ngươi cũng không bằng. Lục phẩm, Dương Khai này là lục phẩm, sao lại thế này chứ? Không phải đã nói người tham gia luận đạo đại hội cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm thôi sao? Luận đạo đại hội của hắn, đâu còn việc của chúng ta nữa chứ? Đó hình như là người giám sát, do cô ta phụ trách quan sát biểu hiện của những người tham gia và đem tình hình báo lên. Tiểu Hoa Hoa, việc hôm nay ngươi phải viết ta uy phong một chút. Hờm, nhiều chuyện. Đi mau đi mau, ai biết được chủ của hư không này là tình gì, là tính gì chứ? Dẫn nửa lên người thì không tốt đâu. Việc này không ổn, phải mau truyền tin cho tông môn trưởng lão. Kích sát một ngũ phẩm khai thiên vốn không phải là việc lớn gì cả. Thanh Khuê sắp xếp ta ở lại Bát Thành này có lẽ là cố ý muốn để ta và Khổng Thiên Vũ chiến đấu, đem thân phận lục phẩm tu vi của ta công bố với mọi người. Chút công phu này, tin tức nhất định là đã truyền khắp nơi rồi. Đám người Vạn Ma Thiên Sạ là đã vội đến bốc lửa rồi. Trên Ninh Phong Đỉnh, Từ Huỳnh, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm đám gia hỏa của chúng ta đó vậy? Cái gì mà có nhã hứng, lúc trước không phải sự vụn bận rộn, không có thời gian rảnh đến mà thôi. Lão già này không ổn lắm, không biết hắn lại đang có chủ ý quái quỷ gì nữa. Từ Huỳnh thật đúng là thủ đoạn hay, Trác Mỗ bội phục. Trác huynh đang nói gì vậy, sao ta lại không hiểu chứ? Luận đạo đại hội vậy mà lại bị một tên lục phẩm khai thiên trà trộn vào, các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Trác sư bớt giận, lục phẩm khai thiên đó không phải là người bình thường, mà chính là Dương Khai những ngày trước lộ ra tin tức đã tấn thăng ngũ phẩm. Chủ của hư không Dương Khai, mới thời gian 25 hắn đã tấn thăng lục phẩm rồi. Không sai, kẻ này muốn trở thành thượng phẩm khai thiên, trước đó ngưng tụ là thượng phẩm ngũ hành tư chất. Rốt cuộc là có cơ duyên thế nào mới có thể tấn thăng lục phẩm nhanh như vậy? Đến nay biến cố xảy ra ở vực môn của Vạn Ma Thiên phong tỏa, Vạn Ma Thiên khó mà chối từ, bắt buộc là phải giải thích cho những người khác. Văn Hiền, ta muốn ngươi đi tham gia luận đạo đại hội, đoạt được khôi đầu. Tuân lệnh, nhất định là không phụ sự phó thác của Trác sư. Trên đường xuống núi, Văn Hiến, ta muốn ngươi đi tham gia luận đạo đại hội, đoạt được khôi đầu. Tuân lệnh, nhất định là không phụ sự phó thác của Trác sư. Chỉ là Trác sư, nếu ta quân thì sẽ phải vào âm dương. Ngươi là đệ tử lục phẩm khai thiên của Vạn Ma Thiên, sao có thể dễ dàng giao cho âm dương thiên? Việc này ta tất có tính toán. Vâng, Văn Hiên thà không phụ trọng trách của Trác sư.
ngoài điện chủ của Âm Dương Thiền. Lạ thật, lạ thật. Sao đột nhiên có nhiều lục phẩm khai thiên tới báo danh như vậy? Hơn nữa toàn là tân tú mới tấn thăng ở trong 100 năm qua. Đúng thế, khó hiểu hơn là còn có nữ tử báo danh. Đúng vậy, nếu để cô ta thắng, há chẳng phải là một việc rất tốt. Hữu Duyên Phong trong phòng. Tụ Nguyên Minh nộ cảnh. Xin chào sư huynh, trước khi tới chưa thông báo một tiếng, gây thêm rắc rối cho sư huynh. Sư huynh chớ trách tội. Một đại nam nhân mà rụt rè sợ sệt, có việc gì cứ việc nói. Sư đệ tới đây là muốn mời sư huynh bảo vệ an nguy của ta ở trên đại hội luận đạo. Tên này có vấn đề thần kinh hay sao? Làm gì có ai xin đối thủ bảo vệ mình? Con người ngươi nạ thật, đã biết thực lực của mình không đủ, sao còn phải tới tham gia đại hội luận đạo, muốn bị đánh à? Ta cũng không muốn tới, là gia phụ ép ta tới, nói là đại hội luận đạo tinh anh hội tụ, bảo ta tới mở mang tầm mắt. Nơi này kể cũng không sai, đại hội luận đạo là một buổi thịnh sự của tam thiên thế giới. Hội tụ anh hào các phương, ở mức độ nhất định quả thật có thể có tác dụng rèn luyện. Ngươi muốn ta bảo vệ an nguy của ngươi, vậy chắc khó rồi, nhiều lắm chỉ là khi chúng ta đối mặt, ta tha cho ngươi một lần thôi. Nhưng người khác thì chưa chắc đã dễ dàng nói chuyện như ta. Có phải sư huynh cho rằng đại hội luận đạo lần này chỉ là tỷ đấu đơn thuần, cuối cùng chọn ra con người có thực lực mạnh nhất? Chẳng lẽ không phải, khôi thủ không phải nên chọn người mạnh nhất hay sao? Có lẽ cuối cùng sẽ có việc như vậy, nhưng theo như những gì ta biết, đại hội luận đạo sẽ sắp đặt những khảo nghiệm khác nhau. Khảo nghiệm này không chỉ về võ lực, mà còn khảo nghiệm cả phẩm hạnh, được mất. Sư huynh cho rằng tại sao Âm Dương Thiền phải sắp xếp những người tham gia chúng ta ở các linh phong khác nhau? Việc này ta biết, tất nhiên là để người có thực lực mạnh diệt trừ trước một số đối thủ, cho thế cục rõ ràng nhận biết hơn. Có lẽ đó là một lý do. Có lẽ cũng là để khiến cho chúng ta mượn cơ hội này trở nên thân quen hơn, tiện giúp đỡ lẫn nhau ở trong các khảo nghiệm tiếp theo. Nếu đúng như ngươi nói, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi ở một mức độ nhất định. Nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Sư huynh muốn cái gì, chỉ cần sư huynh đồng ý với ta, thì muốn gì ta cũng đồng ý. Tụ Nguyên Minh các ngươi chủ yếu phát triển kinh doanh nhỉ? Nghe nói thuyền buôn của các ngươi phân bố khắp 3.000 đại vực, tài lực vô cùng mạnh mẽ. Sư đệ đã hiểu, ta nguyện lấy một phần tài nguyên lục phẩm dương tính, làm thù nào, ý sư huynh thế nào? Thành giao. Mấy ngày sau, Duyên Phong. Đại hội luận đạo sắp bắt đầu, mời các vị đang ở tạm trên Duyên Phong, tới ngoài viện tụ tập. Người đủ rồi, các sư huynh mời đi theo ta. Âm Dương Thiên này dù gì cũng là một trong 36 động thiên, tại sao trong địa bàn lại có thế giới càn khôn, hoàn cảnh tồi tệ như vậy? Với năng lực của Âm Dương Thiên, nếu muốn cải thiện hoàn cảnh của thế giới càn khôn này, chắc không phải việc khó. Sở dĩ giữ nó lại, chắc chắn vì có nguyên do riêng. Quảng trường hành cung. Từ huynh, rõ ràng ngươi đã định phương thức tỉ thí của đại hội luận đạo lần này là cho các người tham gia luân phiên, lên đài so đấu chọn ra người thắng. Tại sao lại đổi cách tỉ đấu sát giờ như vậy? Chẳng lẽ là đang trải đường cho ai? Ta không hiểu lời ngươi nói. Nếu chắc huynh cảm thấy đại hội luận đạo lần này có gì không ổn, thì có thể rút khỏi đại hội lần này, ta không có ý kiến. Từ huynh nói nghe nhẹ nhàng thật, nếu vạn ma thiên ta lửa đường rút lui, truyền ra ngoài chẳng sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Không nuôi thì bớt ở đây nắm lời đi, đại hội luận đạo do lão phu phụ trách, lão tử muốn thế nào thì làm thế đó. Sư tôn, trời nóng lực, mau uống ngụm trà hạ hỏa đi. Chắc trưởng lão, đây là trà thượng hảo của Âm Dương Thiền, ngài cũng thử xem. Trải đường thì thế nào? Văn Hiên là đệ tử nội môn xuất sắc nhất của ta, nhất định sẽ không thua tên Dương Khai đó. Nếu không vì khúc nha đầu sống chết quấn lấy ta, ta cũng chẳng thèm phí tâm phí sức vì tiểu tử đó. Chỉ không biết đến cùng tiểu tử đó có chịu cố gắng hay không. Người đó là Cố sư muội, sao cô ấy cũng tới đây? Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn cưới Khúc sư tỷ? Không, có lẽ hắn chỉ tới ăn tiệc mừng mà thôi. Sau khi mình để lộ tu vi, không ngờ lại thu hút nhiều lục phẩm của động thiên phúc địa như vậy.
Từ Ninh Công là lão hồ ni. Đoán hẳn là muốn khiến cho bọn họ quan trọng đại hội luận đạo hơn, phái nhiều cao thủ hơn tới. Quảng trường hành cung. Vòng tay mà ta phân phát cho các vị sẽ ghi lại thành tích của mỗi vị tuyển thủ trong đại hội luận đạo. Nếu người tham gia gỡ bỏ ra, phá hỏng sẽ bị loại, coi như tự bỏ quyền tham gia. Lần này địa điểm của đại hội luận đạo chính là thế giới Càn Khôn ở sau lưng các vị. Tội tình. Tội tình chính là nơi Âm Dương Thiên Tà nhốt tội nhân. Các ngươi đi lần này cần phải vào tội tinh giết tội nhân. Vòng tay sẽ ghi lại thành tích của các người. Cuối cùng ta sẽ dùng thành tích ở vòng tay để xếp hạng. Ngoài ra cũng nói cho các vị một tiếng, tội nhân ở trong tội tinh này, nếu giết đủ số lượng người tham gia sẽ có thể giành được tự do. Thế nên đợi các vị vào trong tội tinh, chúng cũng sẽ giết các vị không lưu tình đâu. Tội nhân của tội tinh đó đều là lục phẩm khai thiên đó. Cho những tứ phẩm và ngũ phẩm bọn ta vào trong, không phải là cho chúng ta tự đi chịu chết hay sao? Dám hỏi sư thúc, nếu đệ tử bất cẩn giết một người tham gia nào, thì thành tích lên tính ra sao đây? Phàm là người vào tội tình cũng đều như nhau. Người giết được ai thì thành tích của người đó sẽ chuyển cho người hết. Dương huynh, đây đâu phải là đại hội luận đạo, rõ ràng là đại hội chém giết mà. Không sao, ngươi cứ đi theo ta là được. Thời gian đã đến, đại hội luận đạo chính thức bắt đầu. Người tham gia đại hội mời vào bên trong. Đại hội lần này có thời gian 1 năm. Sau 1 năm, tội tinh đại trận sẽ đóng. Tất cả mọi người không được tự ý ra vào. Sau 1 năm nữa sẽ đưa các vị quay lại. Chúng ta cũng đi theo đi, Dương sư đệ. Ta tới thăm đệ đây. Khúc sư tỷ mau thả ra, sư tôn đang nhìn đó. Sư đệ sớm trở về nhé, ta ở Âm Dương Thiên đợi đệ. Đây nà, cảm ơn. Vậy ta đi đây. Sư đệ cẩn thận. Cứu mạng, tiểu mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn theo ra ra đi. Dừng tay, ban ngày ban mặt mà ngươi dám làm chuyện bỉ ổi như vậy. Quất con ở đâu ra vậy? Lại dám phá chuyện tốt của ông đây. Không muốn chết thì mau cút ra xa. Quả nhiên là người của tội tinh hung ác nham hiểm. Nếu ta đã động phải, vậy sẽ nhất định là không tha cho người. Bọn nam ức hiếp nữ, chết không đáng tiếc. Đây chính là cách ghi nhận thành tích của đại hội luận đạo. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Cô nương, cô đừng sợ. Tên đó đã chết rồi. Dương huynh, huynh đáng. Cô nương này và tên kia là đồng bọn. Một màn kịch. Lộ huynh, chữ khắc trên thanh đao, nhớ kỹ, tránh ra. Dương huynh, ta không có ý gì khác, ta. Lộ huynh, huynh không cảm thấy tội tinh này rất kỳ lạ hay sao? Ta luôn có cảm giác không thở được. Dương huynh có điều không biết, tội tinh này bị đại trận bao trùm chấm nát, thực lực toàn bộ của võ giả có thể phát huy ra đều giảm mạnh. Và lại thực lực càng mạnh sẽ bị áp chế càng mạnh. Nếu vậy chúng ta phải mau tìm mục tiêu thử tay, nhận rõ thực lực bây giờ của chúng ta. Cách chúng ta gần nhất là Huy Cốt Thiên Quân. Hãy chọn hắn. Ta vốn còn tưởng Ngọc Giản Sư Tỷ cho ta chẳng qua là bản đồ của tội tình, không ngờ bên trên còn ghi chi tiết tư liệu của toàn bộ lục phẩm khai thiên trong tội tình này. Mà Huy Cốt Thiên Quân này chính là người gần đây nhất. 2 ngày sau, Dương huynh, sao ta cảm thấy khu rừng này có hơi quỷ dị? Chuyện gì vậy? Sao trời tối rồi? Đây là cái quái gì? Lần này không ổn rồi. Vậy thì đến vòng hỏi đáp không có phần thưởng. Rốt cuộc là ai không ổn?